độ đẹp trai tài hoặc tài năng trong lớp kiểm tra máy nói dối. Máy nói dối đâu, không máy nói dối đâu ạ. Nghe bảo máy này đã từng hại mày một lần đúng không? Ai đẹp trai nhất thì ai top 1, ai top 2, top 3, top 4. Hai kẻ từ xấu nhất đi. Ờ. Xấu nhất hả? Ừ. Top 5. Top 5. Top 5. Ok. Top 4, top 3, top 2, top 1. Ê, cái chơi trò này đau lòng nha mọi người. Cái lớp này quá quen rồi. Đau rồi. Có mình em đâu rồi chứ mày đâu rồi đó. Chữ gì em cũng đâu rồi. Trang ơi. Dung ơi. Oh no. Dung ơi. Dung ơi. Người ta giới thiệu là Dung ơi. Lại đi. Trời bình tĩnh. Dung ơi. Tôi yêu bạn nhiều lắm. Ba, hai, một, bắt đầu. Ui. Để mình giúp bạn đi nghe. Thiên xạ. Kết thúc luôn trong hai nhịp đầu tiên nào. Ôi. Này bạn đứng đằng sau cái vạch nha bạn nhầm ấy. Để tôi bắn nha. Trong vòng. Để tôi bắn thế là chỉ trong vòng 3 đường là tôi có thể bắn hạ được cái. Bạn nhầm đứng thôi, sau mình sang bên này mình giúp bên này đi, mình không giúp nhầm nữa. Ê cậu đừng chắn cái tầm của tôi không cậu ơi. Cậu ơi. Ôi, đừng chắn tôi quá. Ôi chào bạn. Đang chơi kìa. Cái này là cả. Đứng đây bắn được đó. Đấy là người ta bắn được không? Tôi cũng được đấy. Thế giúp bạn nhá. Tính ra em biết chuyện gì xảy ra luôn. Tính ra em mới bắn có đúng 2 lần nữa. Mấy bạn bắt nạt bạn nhậm quá. Thử thách kẹo ngọt. Ngày xưa đi học hay xin tiền phụ huynh chơi trò này lắm. Em lên trước. Okay. Bốc như nào ta? Bốc cái số cứ này. Cứ xé xuống thôi. Rồi mở bên trong à. Nào. Con số gì ta? Trống. Số 7, may mắn, lucky. Bông luôn nha. Tay này hay thúi không? Đúng. Kẹo. Với cả em được 10 điểm. Số 7. Thấy cái quả có chữ rồi. Bị chấm nốt ruồi lên mặt. Chấm bằng cái gì này, cái bút này. Chấm cho con ve chó ở trên mặt đấy. Cho nó một con ve chó thật to vào. Ve chó. Trời ơi. Oh no. Trời ơi. Một nốt mà phải to à, một nốt phải to. Được rồi. Im. Được rồi. Ve này không thiếu ve sao. Vẽ cho test thì vẽ cho test ra. Rồi ok, Minty được 20 điểm. Những người liên quan được 20 điểm là em được 20 điểm à? Không, em không có bị gì hết cho nên em liên quan mà, em vẽ mà. No! Như là những người liên quan. Em có liên quan đến cái thử thách đấy. Không có em là không ăn. Thế thì phải có bút của Lê Đức. Em phải được 20 điểm, em liên quan mà. Cảm ơn em rất nhiều. Đúng từng cái câu chữ. Đúng ạ. Mà tôi vừa bảo là Lục Huy ơi cậu vẽ đi, tôi cũng liên quan là cậu. Hai mươi điểm. Lục Huy ơi vẽ đi. Ê, câu này có phải là Funny nhắc ông nói không? Lúc ấy là Funny bảo là ok kìa, anh bảo Lục Huy làm đi. Nào các bạn. Để từng lúc nào. 20 điểm. 20 điểm luôn. Ok rồi. Minty vẫn được 20 điểm rồi, các bạn còn lại vui vẻ. Vui vẻ. Em bốc. Thế thì phải xóa cho liên quan đi ạ. Em không chấp nhận. Đừng mời đi em ạ. Cậu bốc đi, thực hiện thử thách kìa. Đổ đi ra để mình bốc nghe nào. Cậu bốc đi. Thế là bốc lại lên. Bốc lẹ lẹ lên. Sao ở đây để chống mất ba cái nhỉ? Tôi bốc rồi.
Bạn không bốc tránh ra, tôi bốc này. À, bốc, bốc rồi. 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 Bốc rồi. Bốc nãy vừa ra mở ra xem rồi. Mở lên xem nào. Thôi. Mở lên đi. Thôi kỳ lắm. Đưa xem nào. Anh em ơi. Khách là gì đây? Tờ trống. Tờ trống. Trống à? Đúng là cái gì anh? À, ok. Trống được 10 điểm. Điểm. À, trời ơi. Mà không phải làm gì. Không làm mà cũng có ăn. Gì đứng canh sẵn vậy? Tính làm cái gì đây? Ai biết gì đâu chị. Tính ké đúng không? Không, sao bạn đọc đi, báo được ké nữa đâu. Bạn đọc đi ạ. Các người mưu sinh trên sức lao động của người khác. Ôi, để chị xong rồi em. Lẹ lắm, lẹ lắm. Gì vậy? Đến ai, đến ai, đến Fanny à? Thử thách gì đấy? Đến Bạc Hương. Thử thách là vì bạn quá xinh đẹp nên bạn được 10 điểm. Cái gì vậy bạn ơi? Trời ơi. Hay quá, hợp lý quá. Thích nhở? Rồi đọc lại đi Hương ơi. Sao nào Lê Đức? Nào đưa để mọc. Sao vậy mọi người không tin em à? Đúng. Bạn được thưởng 10 điểm không vì lý do gì? Đâu? Nè. Ôi, em được một chồng. Đúng là trời tay thương. Mình quá, tay mình hên quá, tay mình hên quá. Trời thương. Gần mình rồi mở không ạ? Đâu. Bạn thiếu trống à? Ồ, wow. Nhiều trống đấy nhỉ? Nè, à, đấy. Mỗi thiếu người trống. Được hai lượt mà mọi người ơi. Phân đi là trống, phân đi là trống. Lại 10 điểm không vì do gì. Ê, không, thế cái là này cái nhảy mà. Đúng rồi, đúng rồi. Hai dễ hảy lắm. Có một thành viên trong lớp đi một vòng lớp. Cống này, cống này. Cống ai nặng nhất đi mọi người. Lên. Vé chó lên. Lên. Go. Nếu mà làm cứ đừng đổ. Đúng rồi, vậy là được 20 điểm đấy các bạn. Coi như làm thử thách là được 20 điểm. Mất công làm mà. Xong. Hey. Hey. Đến đất ra, đến đất ra. Em sẽ lấy thử thách. Nhanh. Lươn nữa là mọi người. Anh đi nữa mà. Quên đi vô rồi. Thì cứ lấy đi, mọi người cứ lấy đi. Rồi xong rồi từng cam đọc thôi. Nè. Rồi, mọi người lấy cái đi. Cái này chắc chắn thử thách này. Đúng. Thấy không cậu? Còn một cái mà. Tớ mọi người sẽ thạc độ đẹp trai tài hoặc tài năng trong lớp kiểm tra máy nói dối. Máy nói dối đâu, không máy nói dối đâu ạ. Nghe bảo máy này đã từng hại mày một lần đúng không? Cứ chống tiếp nha. Nó giật dựng tóc luôn đó. Em bảo hôm nay coi tarot đi xong rồi người ta bảo em bị giật điện. Coi tarot đi xong rồi người ta bảo em bị giật điện. Ui. Ôi. Hay đó. Ôi, mọi người kiểm tra máy này chưa? Giật chắc rồi em, cái này kiểu gì cũng bị giật hết á. Ngồi đi không sao đâu. Em mà rung là nó giật chắc luôn á, em đừng có rung. Rồi. Em cái này nó sẽ theo cái nhịp tim. Tim em mạnh là nó giật rồi. Em nói dối thì tim em sẽ đập bụp 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 giật. Nhiều khi nói thật, nói dối nhưng mà tim không đập thì cũng không sao. Đó nên là mạnh mẽ lên. Mình kiểm soát này. Đầu lạnh, tim đau. Em mọi người đừng áp lực em được không? Đừng áp lực bạn này, tránh ra nè. Xếp hạng. Xếp hạng đồ đẹp trai. Ai đẹp trai nhất thì... Ai top 1, ai top 2, top 3, top 4. Hai kể từ xấu nhất đi. Ờ. Xấu nhất hả? Ừ. Top 5. Top 5. Ok. Top 4, top 3, top 2, top 1. Ê, cái chơi trò này đau lòng nha mọi người. Cái lớp này quá quen. Mình em đau rồi chứ mày đau. Không ra đâu. Có mình em đau rồi chứ mày đau đó. Chữ gì em cũng đau rồi. Ờ... Số 5 hả? À, từ từ từ. Chưa, chưa. Đã hỏi, đã hỏi. Bây giờ hỏi lại đi nha. Ờ... Xếp hạng độ đẹp trai 5 bạn nam trong lớp. Từ xấu nhất tới đẹp nhất. Bắt đầu. Có người yêu rồi. Ở trong tốt lắm. Có người yêu rồi. Có người yêu cho tốt lắm. Min tê. Lục Huy. Nó không thuộc tên ai hết đâu mọi người. Lê Đức. Vũ Thịnh Trần Nhậm. Là trong mắt bạn là đẹp trai nhất lên. Yeah. Rồi. Tiếp đi bạn. Mình thấy bạn có thể thật thà, mình chịu giật thay bạn này. Giật thay bạn này. Rồi.
Hay quá. Ok, cho em được 20 điểm bởi vì sự thành thật. Sướng không? Cái trai thứ hai đấy. Tiếp. Thử thách của người tiếp theo ai? Nói chung là cái sao của em là dùng búa hơi đập bất kỳ một bạn trong lớp. Bây giờ búa hơi đập ai cũng được mà có đau đâu đúng không? Đúng. Lại đi. Không. Thôi đứng cho nó đập. Nó đập. Nó đập. Tôi đau đớn. Tôi gục ngã. Oh no. Lại lấy đạn kia để giết tiểu phẩm à? Rồi ok, bởi vì Lê Đức cũng tham gia cái tiểu phẩm này. Lê Đức cũng là người liên quan trong cái cuộc đánh này nên Minty được 20. Và Lê Đức cũng được 20. Và Lê Đức cũng được 20. Bây giờ tùy vào cái mức độ cái liên quan nó mạnh mẽ thì được cộng điểm. Hết rồi, được một lần rồi. Hay quá. Đôi bàn tay nắn nót của em không liên quan. Đôi bàn tay nắn nót của em không liên quan. Trời ơi, người ta ngã xuống đau lắm. Đây là bức tường quyền lực. Đúng rồi. Yeah. Từ nay tôi sẽ không còn tin bức tường nữa. Đây, bây giờ để đọc này. Đến nước lá xăm của tôi này mọi người. Thịnh ơi, tôi cần phải có ông để đồng hành cùng rồi. Chết rồi. Nghĩa. Liên quan gì đến cái nón không nhỉ? Có. Ôi trời ơi. Là gì? Lá xăm của tôi là xin lỗi Fanny. Xin lỗi Fanny. Hôn lên chiếc trán thật cao của Thịnh. Hôn lên chiếc trán thật cao của Thịnh. What? Cao nó đâu? Thật cao nó khác, bây giờ hết cao rồi. Hôn lên chiếc trán thật cao của Thịnh. Điểm số mọi người nghĩ đối với em quan trọng vậy sao? Hôn nhanh đi. Ông có đâu bị làm không? Tôi có gì đâu. Bên cái máy lên. Điên à? Ai lên? Điên à? Ai bảo tự giải thích bảo thật cao thì bây giờ phải bắt người ta trở về lúc chặt cao rồi. Rồi, làm đi. Có gì đâu, bây giờ bình thường thôi mà. Tôi nghĩ nó là điều bình thường mà, đúng không? Đúng, bình thường. Được rồi. Nào. Wow, tuyệt vời. Mà không, không có. Kiểu như bình thường thì nhẹ nhàng là ngồi nó còn không. May á. Tại may mà đúng chưa. Đây. Ok, tiếp tục. Đứng đối diện với một bạn khác giới và hô thật lớn 3 lần tên người đó ơi, tôi yêu bạn nhiều lắm. Em sẽ quyết định là nói với bạn Vũ Thịnh. Bạn Vũ Thịnh khác giới em. Bạn Vũ Thịnh khác giới em. Mới chuyển giới xong. Thôi đùa anh, nói với bạn nữ. Trang nè. Vì cậu đã khen mình đẹp trai nhất nên là mình quyết định tỏ tình với cậu. Wow. Hay quá. OTP mới. OTP real. Trang ơi. Hô thật lớn mà. Trang ơi. Dung ơi. Oh no. Dung ơi. Người ta giới thiệu là Zumi. Lại đi. Trời ơi, bình tĩnh. Zumi. Tôi yêu bạn nhiều lắm. Ôm một cái. Ôm hả? Ủa mắt thì tự nhiên bán phải chịu. Có trong chịu ôm thì chịu. Có trong lá xăm là phải ôm không? Có mà. Có không? Bắn. Có kìa. Có này, ôm một cái và hôn thật lớn 3 lần. Đúng, tôi cũng nhìn thấy ôm em. Ôm một cái. Không làm không được điểm đâu. Cười. Em được 20 điểm mà. Ok. Em được 20 điểm. Đâu vậy? Mình không phải ôm bạn đúng không? Đúng. Ôm mà. Lẹ nào. Không muốn 20 điểm thì thôi. Có, em phải lấy 20 điểm. Vì điểm số thi đua. Không sao. Tôi Làm lại nè. Không sao đâu. Tôi đủ tất cả. Để tôi ôm bạn.
Hơi lâu nha, tiểu phẩm hơi lâu nha. Ờ, tiểu phẩm, quá tiểu phẩm. Rồi, rồi, Nhâm 20 điểm và Yumi được 20 điểm rồi, tiếp. Rồi đến ai tiếp nữa? Yumi, cho em cái nói lên những điều mà bản thân bạn không thích về những người khác trong lớp. Nói là tâm tư bình thường với tôi. Cái gì? Nói lên những điều mà bạn không thích với những bạn trong lớp. Đấy, nói với tôi đi. Bạn ghét tôi đúng không? Đúng. Mỗi người một điều. Mỗi người một điều. Mỗi người được 20 điểm. Ôi, chính ra Lục Huy á, là Lục Huy chính là thần tài đấy. Tại vì là phải nói tất cả những người trong lớp mà ai cũng liên quan, ai cũng được điểm ấy, nhờ Lục Huy ấy. Cảm ơn nha. Ngân hàng điểm. Ngân hàng điểm. Chỉ có để nó xấu đi mà điểm. Cứ thoải mái đi. Này, cầu tượt này thử đi. Thoải mái. Lục Huy có thể không nói xấu một ai đó, tùy Lục Huy nha. Khó nhở, phải suy nghĩ nhở. Từng người một. Em suy nghĩ sao Thảo Mai đấy. Rõ ràng trong bụng một bồ từ ngữ. Không, bây giờ đang lựa cái nào để nói thôi. Lựa cái gì, nó lạ lạ chứ mày nói mấy cái nói rồi thì đúng nó rồi. Vui. Nói cái gì mặn mặn mà nhé. Sao tự dưng giờ này không còn một cái gì điều gì xấu xa nữa. Nói xấu à? Tâm hồn nó thanh tẩy hết những điều xấu xa khỏi người rồi. Không hài lòng một điều nhá. Tôi không hề hài lòng với cái làn da cái làn da tuyết trắng của bạn. Màn đêm tuyết trắng rơi. Tôi sẽ cần phải. Không, thằng này nói thế là nó ghét thật. Tại vì sao? Thằng này nó rất thích trắng. Không thật, thằng này nó ghét thật đấy. Tôi sẽ có một ngày tôi xẻo thịt bạn để tôi đắp lên người tôi. Wow. Thì ra đi. Xẻo thì xẻo đi. Đường tăng. Thì ra đi. Xẻo đi. Thiệt ra tôi cũng ghét nhóc này lắm bạn. Tại vì nó trắng hơn tôi mấy tông vậy. Đây. Bạn à, nhìn cái mặt đỏ đỏ nhìn ngứa nhỉ. Nhìn cái mặt đỏ đỏ nhìn ngứa nhỉ. Ngứa nhỉ. Ngứa gì? Mũi đứa đỏ đỏ. Ngứa gì? Ngứa gì? Mỏ hỗn. Nhìn muốn gãi. À, muốn gãi hả? Ê, Lưu ăn cái gì đỏ đấy? Lưu ăn cái gì đỏ đấy? Thôi đừng có hỏi sâu xa. Thôi sao mình cứ nói nhiều nghe nó tốt đẹp nhỉ? Nó cứ dễ thương nhỉ? Ừ. Từ thẳng mặt đi. Nói cái gì thẳng mặt mà. Quay làm sao chửi luôn. Chửi thằng nhắm kìa. Đúng. Mày chửi tao đi, mày chửi như ngày xưa, những gì mày từng chửi đi. Có đôi giày, bóc thì bóc nốt đi. Bóc gì bóc dở dở ương ương. Sống ở đời cũng dở dở ương ương vậy hả? Hay, được. Hay, được. Được đấy. Chưa bóc nốt hả? Chưa bóc nốt. Rồi, tiếp theo, lên mơ lên thớt. Đùa gì đùa dai mỗi một trò. Blue 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 hoài. Blue 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 hoài. Sao không thử green, RS hay là purple hay là yellow đi. Đúng. Cứ blue 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 hoài. Đúng. Tổn thương, tổn thương á. Thì đó là tần số của mình. Buồn quá. Nó liền. Rõ ràng là cái tiểu phẩm đóng góp cho mọi người vui. Mà hóa ra trong lòng mọi người nó một cái điều gì thật đáng sợ. Nhắc này cái gì ta? Đừng động đến tóc mình nữa, mình đủ khổ rồi. Ờ, bạn còn cái gì khác không? Để tôi soi thử xem. Dùng dưỡng ẩm môi đi nhá, môi hơi nẻ nhá. Môi đi nhá, môi hơi nẻ nhá. Máu me bé bé rồi đấy. Mình chờ ngày bạn tặng mình. Ngày đấy có lẽ còn xa xôi lắm. Đấy là ngày bạn mọc tóc. Đấy là ngày bạn mọc tóc. Nó không đụng cái tóc của tao nữa rồi. Ô, em thấy tóc cũng nhiều mà. Trướng nha. Cảm ơn em. Lúc nãy em chê anh xấu trai nhất, nhưng bây giờ em nói với anh vui rồi, anh vui rồi. Khen đều đúng không? Khen đều và từng thiệt luôn kìa. Đều và từng thiệt luôn kìa. Đều và từng thiệt luôn kìa. Con này nó mới vô lớp mà nó lá thật. Đâu á, cái gì tệ lắm. Khó thật đấy, thôi từ từ để sau đi, chưa nghĩ ra. Tí mất luôn. Em thì dễ hơn. Có rồi. Tôi thì dễ hơn hả bạn? Bạn ghét gì ở tôi? Tôi quá dễ thương. Đúng. Ừ, thật khó thật đấy. Khó, quá đáng khó. Yêu. Hai bạn này đều khó, khó như nhau. Nói xấu ekip đi. Nói xấu ekip trước đi. Ekip chắc là nhiều điều em nói trước đi. Tôi nhìn mấy cái cọng tóc của bạn là tôi thấy nó hơi ngứa mắt. Đây gọi là signature của tôi, bạn không có quyền phản xét. Bạn ngồi lên đấy cho điện nó giật, cho điện nó giật lên cho nó dựng lên xíu được không?
chứ nhìn này không ưa lắm đâu, không ưa lắm. À bạn thích xù xù lên đúng thích không? Thích xù xù à, lên. Style bạn là đúng kiểu hip hop này kia. Hoang dã lên. Cái à. này nhẹ nhàng quá này. Cậu okay, được. Cậu bình thường quá. Tôi sẽ chiều bạn. Cậu phải ghê gớm lên. Ok. Rồi. Mình lần sau mình sẽ giật nảy lên nhá. Còn lại không? Đây. Nào, đây này. Vừa gợi ý cho để chửi nó đó. Chưa có ai gợi ý cho để mà chửi người ta đâu bạn. Cao rồi mà còn độn. Cao rồi mà còn độn. Tính ra dằn mặt ai? Nhìn quanh đây xem có ai cao hơn mình không? À lại cũng có. Không, à lại cũng có. 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 Nói người ta. Mà dằn mặt những người còn lại. Sống ở đời mà không có biết nghĩ cho người khác. Chửi đúng. Một đứa đúng hai đứa. Đúng vậy. Đúng rồi. Ừ. Vậy đó. À bạn chưa đúng không? Rồi. Rồi. Nói rồi à? Nói đôi giày rồi. Lần nữa cũng được, lần nữa cũng được. Tự nói xấu chính mình đi. Lần nữa cũng còn được chính mình chưa nói xấu. Tự nói mình em nào. Khó nhỉ? Mình mà khó rồi. Hoàn hảo quá rồi khó. Hoàn hảo quá rồi khó. Móc ra coi đi. Anh vừa coi rồi. Coi rồi xong nhớ. Được tặng một chiếc vương miệng cao quý. Wow. Ok. Hợp lý. Wow. Được đấy, thấy cũng có vẻ ok. Chúa tể của những chiếc sừng. À, nhưng mà có cái này được cái quyền hạn gì ạ? À? Định nói không, nhầm. Đeo cho đẹp vậy thôi. Đeo cho đẹp vậy thôi. Đang trời. Nói nhầm một chúa tể. Tôi nhưng mà vẫn chó. Được 20 điểm hay là được 10 điểm ạ? À? Đeo từ đây tới cuối tiết thì được 20 điểm. Ơ, thật, đổi nón là còn đeo miệng gì? Ơ, chính ra là bây giờ em đang đội hai cái nón đấy. Hai cái nón. Tôi hôm nay bị đừng cúi đầu. Vé ve chó bị chửi xấu trai nữa. Hôm nay em xin phép được đội hai cái nón. Đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi. Xí nhục. Xin mời MC Lê Đức, xin mời Lê Đức. Chúa tể nhắc bài. Chia làm hai đội, mỗi đội 4 thành viên. Mỗi đội thực hiện nhiệm vụ trả bài. Đội còn lại đóng vai trò giám sát. Được. Các câu hỏi ai sẽ lần lượt hiện trên bảng dưới dạng điền vào chỗ trống. 4 tháng 1. 4 tháng 1. Không phải. Ngày 1 tháng 4. Bắn. 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 Đứng xuống dưới đi, không còn bắn bằng máy quay. Ừ. Quý ơi! Bắn ngay 2 lần rồi. Lục Huy, cố lên! Mũi hít cắn người có nhớ máu ô không? Ô. Mũi có cắn. Không. Ê. Lấy. Bầu. Bắt đáy. Nhớ mình ra ngồi ngủ xịt pháo bông này, em mình hai bên xịt pháo bông này.